Dạ em Dương Bù Kết xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bác nhé. Đây là nhà em đang lựa những cái cây bồ kết nào nó lớn, cây bồ kết thực sinh nào nó to thì sẽ lựa để cắt ngọn, sau đó là đảo ra để ghép trước nha nhé. Thì một cái luống lúc mới vào bầu thì em vào là 10 đến 15 bầu trên một hàng ngang. Thì sau đó khi cây nó lên được tầm 30 phân đến 50 phân thì sẽ đảo lần một và xếp ra là tối đa là 5 hàng ngang trên một hàng dọc nha mọi nhé. Thì sau khi tiếp tục là chăm bón cho cây bổ kết thực sinh nó lớn lên thì trong cái số cây này thì sẽ có những cái cây nó lên tốt và có những cây này nó chậm phát triển hơn. Thì em sẽ lựa những cái cây nào mà nó lên tốt thì sẽ cắt ngọn đi và đảo tiếp một lượt nữa ra để cắt gai để ghép nha mọi nhé. Thì đối với một cái cây bổ kết thực sinh thì em sẽ cắt trung bình là em sẽ cắt từ mặt bầu trở lên là em sẽ cắt từ 40 đến 50cm như này. Đấy, sau đó là đảo ra để cắt gai. Bố ơi, bố con ở đây. Và để ghép vào như này thì cái tỷ lệ cây nào mà nó thành công nó bật mầm lên thì em sẽ nọc tiếp và đảo một lần nữa ra. Và cây nào mà nó không không bật được mầm, nó thối mắt thì lại tiếp tục là cắt đi để ghép lại nhau nhá. Nếu mà mình cắt cái chiều cao của thân thực sinh, nhiều bác bảo là cắt thấp thôi để cho nó đỡ lên mầm thực sinh. Nhưng mà nếu mà cắt thấp ấy, thì là nếu mà lần đầu tiên mình ghép nó bị thối mắt thì sẽ không cắt được để ghép lại lần hai nữa, như thế thì nó hỏng mất một cây thực sinh. Cái chiều cao của em cắt ở đây là khoảng 40 đến 50cm. Thì sau này các bác trồng lên một cây đấy, như cây em đang trồng ở trên nhà vườn đây thì, qua 1-2 lần các bác bón phân thì cái phần bón phân và vun sới vào thì cái phần thực sinh ở bên dưới nó chỉ còn tầm khoảng 20cm thôi, thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu mà nó ra gai ở bên dưới thì các bác phải cắt bỏ đi. Như là cây này thì đây là phần mắt ghép nó ở chỗ này đấy, và phần thực sinh thì bây giờ nó còn tầm 20cm, thỉnh thoảng nó vẫn lên những cái chiếc gai nhỏ đây các bác. Và trong những cái năm đầu tiên thì mình sẽ cắt cành và tạo tán cho nó lên như này nhá. Mít chào các bác đi. Quay đây chào các bác này. Chào các bác. Để mà một cây thực sinh này từ lúc vào bầu, từ lúc gieo đến lúc mà ghép xong và bán cho nhà các bác được thì là em sẽ đảo bầu tầm 3 đến 4 lần. Nếu mà như cây tốt thì đảo 5 lần để cho cái rễ ở trong bầu này nó sẽ không ăn ra ngoài nhau nhé. Thì để mục đích là để khi nhấc cái cây này gửi đi cho các bác thì nó sẽ không bị trột cây và không bị chết cây. Còn nếu mà mình không đảo bầu thì cây nó sẽ đâm xuống, rễ nó sẽ đâm xuống đất và nó sẽ chết cây. Trên nhà vườn em thì hiện tại cái lớp cây trước em ghép trước thì cây đã bật mầm rất là khỏe rồi. Quý cô bác chị nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để trên góc màn hình nhau nhé. Đối với bác nào mà lấy số lượng cây từ khoảng 1-2 ngàn cây đổ xuống thì nhà em lúc nào hầu như lúc nào cũng sẵn số lượng cây khỏe để gửi cho các bác. Còn bác nào mà lấy cái số lượng nhiều, lấy số lượng lớn các bác trồng trên một cái diện tích lớn thì các bác có thể liên hệ với em Dương trước, sau đó là có thể là các bác sẽ đặt cọc cho em một chút và em sẽ để lại riêng ra một khu cho các bác để chăm cây cho nó khỏe và gửi cho các bác nhé. Trên nhà vườn thì hiện tại bây giờ là đang có 7 người ghép. Thì cái bãi này chắc là em sẽ ghép tầm khoảng 1-2 tháng nữa là xong cái bãi này và tiếp tục là di chuyển lên cái bãi trên kia. Bãi trên kia thì cái cây thực sinh em trồng thì nó cũng khá là tốt rồi, và xong nữa lại chuyển về cái bãi này thì nó cũng vừa tầm. Và ở phía sau cái cây to này thì nhà em vẫn còn một cái bãi em làm cây thực sinh, nó cũng lên khá là tốt rồi. Thì sẽ dồn vào đấy. Đây là cái lớp cây cây bổ kết ghép em đã ghép mà nó đang bật mầm lên rất đẹp đây. Đối với cây bổ kết ghép thì các bác lưu ý thêm một cái lưu ý nữa, đấy là khi các bác trồng trong những cái thời điểm đầu tiên ấy, thì là cây nó sẽ lên rất nhiều những cái phần thực sinh, những cái phần mắt dại ở phía bên dưới này, thì mình phải lưu ý và mình cắt bỏ nó đi nhau nhé. Sau một thời gian khoảng 1 năm các bác trồng thì cây nó, cái mầm ghép nó phát triển lên như này rồi, như cây em quay cho bác đây thì là cái phần thực sinh nó sẽ không lên được nữa, thì cây bổ kết ghép này thì nó lên thì nó sẽ không có gai này. Các bác có thể là dễ dàng trong cái việc là chăm sóc cũng như là thu hoạch quả sau này. Đây là những cái cây này thì em đang tạo tán, và những cái cây này thì em trồng được đến bây giờ khoảng 9 đến 10 tháng rồi. Và cây thì nó cũng đã ra hoa, vào những cái mùa hoa mùa quả thì nó cũng đã bói hoa rồi nhau nhá. Đối với cây ghép thì nó sẽ ra hoa ngay, nó sẽ bói hoa ngay trong những 1-2 năm đầu tiên thì nó sẽ bói. Nhưng mà
Về những cái phần hoa này thì sẽ cắt bỏ đi và tạo tán cho cây trong khoảng 3 năm đầu tiên đến năm thứ tư thì mình sẽ tiến hành thu quả nhau nhé. Đây là còn một cây này. Thì em sẽ để cái hoa này để cho các bác đến tham quan này, các bác có thể nhìn thấy là hoa nó bật ra. Còn đối với những cây khác thì em đã cắt bỏ hết đi rồi. Và cây nó đang bật mầm rất đẹp đây. Các bác có những câu hỏi gì có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video này, hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương nhau nhé. Em xin phép được kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những cái video của ngày mai. Xin chào, kính chào.